Chào các bạn, mình là Thắng đây. Thì sau mấy cái video mình nói về cuộc sống ở Mỹ thì có một em hỏi mình về việc tìm việc làm và việc học tiếng Anh khi mới bước chân qua Mỹ. Thì theo cái em đó kể thì em đó qua đây từ tháng 10 2015, thì cách đây khoảng 4 5 tháng gì đó. Thì em ấy chưa tìm được việc làm và cái việc học tiếng Anh thì cũng chưa bắt đầu. Thì hôm nay mình sẽ nói về kinh nghiệm tìm việc làm và kinh nghiệm đi học tiếng Anh. Thì mình sẽ nói về việc đi học tiếng Anh trước. Thì khi mình mới qua Mỹ, mình mới đặt chân qua Mỹ thì tiếng Anh mình ở bên Việt Nam dù có giỏi hay như thế nào đó thì nó cũng sẽ có những khác biệt. Bởi vì chương trình học tiếng Anh ở bên Việt Nam là theo mình biết là tiếng Anh của người Anh chứ không phải là tiếng Anh của người Mỹ. Thành ra cái sự phát âm và cái cách thức nói chuyện hay là cái này cái kia nó sẽ khác biệt. Thì qua bên Mỹ mình coi như mình bắt đầu lại từ đầu đi. Thì cái việc học tiếng Anh thì các bạn nên đến cái mấy cái trường mà có cái chương trình ESL cho người mới nhập cư. Thì khi mới đến thì các bạn xác định trường nằm ở đâu thì đi đến đó. Thì cố gắng, nói chung là chủ động, cố gắng hết sức dùng cái tiếng Anh mình có sẵn để mà nói chuyện với người ta. Thì các bước như thế này, đến trường đó thì họ sẽ xếp lớp cho các bạn bằng cách là có một bài test để các bạn biết được cái trình độ tiếng Anh của các bạn nằm ở đâu để người ta xếp lớp. Thì thường họ sẽ xếp cho các bạn vào những cái lớp mà không phải trả tiền đâu. Nó là cái lớp ESL non-credit, thì không phải tốn tiền cho việc học ESL. Và sau khi mà mình tới Mỹ đó, khoảng 1 năm 1 ngày á, thì mình sẽ được một cái gọi là quyền lợi là mình có thể xin financial aid nếu mà cái income, cái thu nhập của mình nó không cao. Cái income, cái thu nhập của gia đình mình không cao thì mình có thể xin nó. Và mình sẽ được hỗ trợ đi học, có tiền hỗ trợ đi học. Gọi là financial aid. Thì cái việc học tiếng Anh thì các bạn phải chủ động thôi. Tới đó test lấy cái điểm đó để người ta xếp lớp cho các bạn. Và nhớ là ESL non-credit, không có tính tiền, là miễn phí. Còn cái việc mà tìm việc làm, thì tìm việc làm theo kinh nghiệm của mình và của người trẻ như mình, thì khi qua bên Mỹ á, thì nếu mà người thân mình có cơ sở kinh doanh thì quá chỉ là may mắn rồi, mình sẽ được công việc từ người thân mình. Nhưng mà nếu mà không may mình không có ai giúp đỡ hết thì mình phải chủ động thôi. Mình đi đến chùa hoặc nhà thờ thì nơi đó sẽ có rất đông người Việt, cũng coi như là một cái cộng đồng người Việt thu nhỏ vậy. Thì mỗi tuần thứ bảy chủ nhật gì đó thì các bạn nên đi chùa, đi lễ ở nhà thờ cái này cái kia để gặp được nhiều người Việt, kết giao với họ, kết bạn với họ. Thường những người ở chùa và nhà thờ thì họ rất là dễ thương. Họ sẽ giúp đỡ bạn khi bạn mới qua, giới thiệu việc làm cho bạn. Nhưng các bạn phải chủ động. Không có ai mà phải có trách nhiệm mà để tìm việc làm mà đưa cho bạn. Mà phải chủ động. Tất cả đều phải chủ động. Hỏi thăm họ, nói là bày tỏ là mình muốn có việc làm, mình đang tìm việc làm. Thì thường việc làm ở đây á, thì từ những cái chủ cơ sở giống như là nhà hàng Việt Nam thì thường là bưng bê hoặc làm dưới bếp, hoặc là những chủ tiệm nail thì những bạn nữ thì có thể làm nail. Rồi mình khuyên những người những bạn trẻ đó thì qua đây là nên tập trung đi học tiếng Anh trước đi. Học tiếng Anh cho giỏi đi. Rồi từ từ làm ít thôi, đừng có ham việc quá. Làm tập trung vào việc học. Bởi vì học hành có giỏi, tiếng Anh có giỏi thì mình sẽ được nhiều cơ hội hơn, nhiều sự lựa chọn hơn. Nói chung á, tìm việc làm ở đây không khó. Quan trọng là mình có chê việc hay không, hay là mình có giống như là mình có chủ động đi tìm đến nó hay không. Thì cái em Tùng đó thì hy vọng em á sẽ tìm được việc làm mà có những cái việc làm ổn định, rồi đi học tiếng Anh cho giỏi, hòa nhập với cuộc sống mới. Thì hôm nay mình chỉ chia sẻ như vậy thôi.
chào các bạn.